Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến vào tiếp theo. Thì lần này sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề là khi chúng ta làm những nhà quảng cáo đúng không, hoặc là thì chúng ta thường thiếu đi những cái ý tưởng đấy, những cái nội dung. Thì bài này sẽ giải quyết cho các bạn là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cung cấp cho bạn một công cụ đấy, có tên là Big Spy, giúp các bạn có thể xem được những cái mẫu quảng cáo đang hot đấy, trên các nền tảng như là Facebook, Insta, Google hay là YouTube cụ thể, để các bạn có thể học tập được từ những người giỏi hơn đúng không, xem được những bài quảng cáo của đối thủ và tìm kiếm được những ý tưởng là đang hot, đang viral, đang có nhiều lượt tương tác. Ok, thì chúng ta sẽ sử dụng một công cụ đó là Big Spy. Thì đây là một cái công cụ trả phí nhé, bản miễn phí của nó thì cũng sử dụng được đấy, sử dụng xem được khoảng độ 6 kết quả và các bạn search được đấy. Thì đấy, các bạn để thấy một số cái quảng bá từ nhà cung cấp này ở đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ đăng ký cho mình một tài khoản, các bạn có thể vào cái đường link ở dưới phần mô tả nhé, để các bạn đến trong web này. Sau đó các bạn sẽ vào phần register này, và các bạn đăng ký đấy, các bạn mở user email này, password này, hoặc là các bạn có thể dùng tài khoản Google nhé đấy, để các bạn đăng ký. Ok, sau khi đăng ký thành công nó sẽ có một email gửi đến bạn để các bạn xác nhận và đăng ký thành công, thì cái công cụ nó sẽ như thế này đấy, công cụ ta như thế này. Thì các bạn sẽ vào phần Ask Spy. Đây nó có các nền tảng này, Facebook, Insta này, YouTube này, đấy, Atmo này, Twitter này, Pinterest, Yahoo. Thì chúng ta thị trường Việt Nam chúng ta thường quan tâm một số cái như là Facebook, YouTube và hoặc là Insta. Đấy. Thì công cụ này nó sẽ giúp bạn cái gì? Đấy, tức là bạn làm về ngành hàng, dịch vụ, lĩnh vực gì thì bạn để search ở đây. Ví dụ như là mình muốn search từ là áo thun chẳng hạn đúng không? Áo thun này, mình đang kinh doanh hoặc là đang bán áo thun, mình search ở đây. Thì nó sẽ hiện ra những kết quả đấy, các bạn để thấy này, những cái mẫu quảng cáo chuyên bán về áo thun ở đây, và nó có nghe sẵn ở lượt like này, lượt comment này, để các bạn để thấy được đấy, để các bạn để thấy là những mẫu khá là hot đúng không, các bạn hoàn toàn để spy được những ý tưởng đấy. Ví dụ bạn thấy mẫu này khá là đẹp này, thì bạn để vào cái phần check post ở đây để bạn xem được những đấy, các bạn để thấy. Các bạn có thể học tập được một số cái content người ta ở đây này, những cái hình ảnh này, những cái sản phẩm, các bạn hoàn toàn được, và các bạn có thể thấy được like và được comment, khá là hiệu quả đúng không? Thì đối với những người chạy quảng cáo Facebook như chúng ta, những nhà làm kinh doanh, làm marketing, nhà quảng cáo, thì chúng ta sẽ có hai vấn đề. Nhất là chúng ta làm sao để xây dựng được cái content, cái nội dung nó thật hay, nó chất và nó hiệu quả. Cái thứ hai là làm sao chúng ta chạy đúng không? Chúng ta target, đấy, target nó hiệu quả. Thì thường thì cái phần nội dung nó sẽ quan trọng hơn. Khi các bạn xây dựng được cái nội dung tốt rồi thì khi chúng ta chạy nó sẽ hiệu quả hơn đấy, không phải nội dung chiếm rất là cao. Thì cái công cụ này sẽ giúp bạn là chúng ta xem được những cái nội dung này cụ thể này, ví dụ như là đây chẳng hạn này, bạn để xem này, xem tham khảo đấy. Ví dụ như đây người ta chạy quảng cáo về livestream này đấy, livestream áo, các bạn có thể thấy được chốt khách hàng khá là nhiều đấy, thì bạn hoàn toàn để học tập nhé, học tập đấy, các bạn hoàn toàn để học tập từ những cái nhà quảng cáo người ta đối thủ nó, đối thủ người ta giỏi hơn, người ta thông minh hơn, thì các bạn hoàn toàn để học tập đây, hoặc các bạn search những cái khác đấy, về ngành hàng lĩnh vực của các bạn. Các bạn không chỉ gói gọn là một cái ấy nhé, các bạn hoàn toàn để ví dụ các bạn làm đến thị trường quốc tế chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn để search nó ra quốc tế, ví dụ như weight loss này, giảm cân này, hay là marketing online này, đấy, các bạn hoàn toàn để thế đấy, các bạn hoàn toàn để search ra rất là nhiều. Ví dụ như mình muốn là giày xinh chẳng hạn, giày nam này chẳng hạn, mình kinh doanh về giày hoặc bán giày này, thì mình có thể search đó, thì nó sẽ ra rất nhiều những mẫu quảng cáo. Đấy, các bạn để thấy là lượt like rất là nhiều, lượt comment 13.000 đó, các bạn để thấy. Và một cái phần ở đây là chúng ta có thể lọc nhé, tức là bạn sẽ có thể xem mẫu quảng cáo là ví dụ trong 7 ngày gần đây này có những cái mẫu quảng cáo nào đang đấy, rất là hot, 7 ngày, 30 ngày này, 90 ngày, 1 năm hoặc toàn thời gian. Tiếp theo là bạn để có phần lọc ở đây, tức là chúng ta có thể lọc được quảng cáo theo lượt like, lượt comment, lượt share đấy. Thì thường chúng ta sẽ lọc theo gọi là lượt comment. Đấy, mình sẽ lọc những cái comment nào mà nó những cái post là nó nhiều comment đấy, được chốt khách nhiều, thì chúng ta hoàn toàn để học tập ở đây, để các bạn có thể thấy được đó, học tập được này. Và bạn có thể lưu lại nhé những cái mẫu quảng cáo đấy, các bạn vào phần check post này,
nó sẽ chuyển sang bên này đấy, bạn hoàn toàn để học được những cái content của người ta này. Đấy, hình ảnh này, cách sắp xếp hình ảnh này. Đối với một trang nữa thì bạn sẽ kéo xuống này, kéo xuống một cái phần ở đây. Nó có phần tính minh bạch của trang nhé. Khi bạn xem được một trang web đối thủ rồi, có phần tính minh bạch trang này, bạn vào phần xem thêm ở đây này. Xem thêm ở đây, tính minh bạch của trang, và bạn vào đến và đi đến thư viện của quảng cáo. Đấy thì ở đây nó sẽ hiển thị ra, à bạn thấy là à đấy, đối thủ nào đang chạy những cái mẫu sản phẩm này thì bạn có thể học tập được gì từ người ta ở đây. Đó, bạn ấy trong web này, à, cái fanpage của đối thủ này đang chạy những sản phẩm này. Chúng ta ứng dụng nhé, ứng dụng cả vào làm những sản phẩm về sản phẩm số chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là mình có thể thiết kế web chẳng hạn này, đó, thiết kế web. Đấy, mình là search. Mình search thiết kế web thì bạn để thấy này, đó, rất nhiều các bên này chạy quảng cáo này, đúng không? Đó, thì hoàn toàn để học tập được. À, có một điều là đây là cái bản mình bản Pro nhé. Đây quan để vào phần price này, phần giá này để bạn xem được. Đối với bản miễn phí ấy, thì chúng ta có thể search được là 5 đấy, 5 5 5 từ khóa trên ngày. Đấy, thì các bạn không cần mất phí. Có một cách để các bạn sử dụng nhiều, các bạn tạo ra nhiều tài khoản nhé. Ok, còn muốn sử dụng xem thêm nhiều thì với này 20 đô à, 9 đô một tháng. Đó, và search được 20 này kết quả. Đó. Thì các bạn có thể mua ở đây. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái bản Pro này nhé. Có thể liên hệ qua mình sử dụng bản Pro với cái chi phí nó tối ưu hơn. Ví dụ đây là bản Pro 100 đô một tháng cơ. Hiện tại mình đang sử dụng bản Pro này. Thì nó sẽ show ra được hết tất cả. Đấy. Show được hết tất cả những cái mẫu quảng cáo của đối thủ để các bạn để học tập. Có thể các bạn có thể xem được trên cả nền tảng YouTube nhé. YouTube xem là à, đối thủ đang quảng cáo những cái quảng cáo nào. Đấy. Đang quảng cáo những mẫu quảng cáo nào. Ok, à, tức là đây mình chưa search, mình chưa chưa tìm đến từ khóa thì nó sẽ hiển thị trên là YouTube và đang chạy những cái mẫu quảng cáo nào. Đấy. Ok. Thì cái bài học này mình đã giải quyết cho bạn là cái vấn đề đó nha. À, làm sao chúng ta lại lấy được những cái ý tưởng tạo ra những cái content. Đấy, những cái mẫu quảng cáo mà nó hiệu quả. Thì các bạn đã thắng được khoảng độ 50% rồi. Đấy, còn lại là về target, về sản phẩm. Ok, thì cái bài học này mình sẽ được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.